Anh không thích trẻ con hả? Sao em lại hỏi vậy? Vì dường như có hay không có đứa bé, anh đều không có bận tâm. Có con thì anh rất mừng, không có thì cũng rất vui. Anh không mong rằng chúng ta kết hôn vì đứa bé. Huống hồ bây giờ em còn rất nhỏ, bây giờ mà bắt em làm mẹ, anh không nỡ chút nào. Sao em lại còn nhỏ được nữa? Bạn học của em đều đã là mẹ hết rồi. Năm nay em 23 tuổi rồi đó. 23? Em vẫn còn nhỏ lắm, vẫn có thể vui chơi thêm vài năm. Là anh muốn thì có. Anh rất muốn vui chơi. Có điều bây giờ mình chơi gì nào? Phong Đăng, anh thực sự nghĩ em có thể làm mẹ à? Đã nói là em hãy tin ở anh. Có phải dạo này đồ ăn không ngon không? Anh phải tự kiểm điểm mình mới được. Anh không hiểu là tại sao bao tử của em lại còn chỗ để nhét bánh trứng. Anh tha cho em đi. Đó là gì ạ? Phong Nguyệt đã dặn dò trước là nếu muốn mặc váy cưới đẹp thì phải ăn ít đi. Vì vậy em sẽ không ăn. Anh hỏi em việc này nha. Người lần trước đã nhờ em ăn quà về quê đó là ai vậy hả? Là ai vậy? Còn người cho em ăn bánh trứng là ai? Thì vẫn là A Dai. Nè, anh có ý định làm gì vậy? Mặc dù A Dai có hơi ngốc một chút, nhưng mà cô ấy rất tốt, làm việc gì cũng rất chăm chỉ, rất cố gắng. Không có gì. Cô ấy nên... Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị hả? Hả? Dạ không phải, không phải. Chỉ là em đang suy nghĩ, em có nên đưa anh về quê thăm ba mẹ em, hoặc là em sẽ đưa ba mẹ em lên trên này. Đương nhiên là anh sẽ về quê của em. Em thấy cũng phải đó. Vậy khi nào chúng ta đi đây anh? Cứ từ từ, chọn ngày kết hôn rồi hãy tính. Vấn đề là đến lúc nào mới quyết định xong ngày cưới đây? Bà Sam Sam à, gần cuối năm rồi, nhà chúng ta có nên sơn phết lại hay không đây? Không cần đâu, năm nào cũng đều như vậy mà. Sơn phết chi cho tốn tiền, quét dọn chút thôi, tôi thấy như vậy là tốt lắm rồi. Nếu như Sam Sam đưa bạn trai về nhà ăn Tết thì sao? Là anh chàng mà lần trước bà nhắc với tôi đó hả? Vậy là không được rồi. Tôi phải gọi điện cho Sam Sam để tìm hiểu rõ ràng mới được. Trời ơi, cái tính vội vàng của ông bao giờ mới sửa được đây? Hèn chi con nhỏ không dám nói cho ông biết. Sao mà lại nói tôi như vậy chứ? Con gái mình yêu đương, tìm chồng, người làm ba như tôi quan tâm một chút cũng không được sao? Lần trước nghe bà nói cái cậu đó có phải là rất giàu không? Thật tình thì tôi chỉ sợ con gái mình bị lừa thôi. Tôi chỉ là muốn bảo vệ con gái mình thôi mà. Ông bình tĩnh một chút đi. Vậy ông có nhớ lần trước Sam Sam phải vào bệnh viện mổ hay không? Chẳng phải bạn trai nó đã bỏ toàn bộ công việc đích thân chăm sóc tới lúc xuất viện hay sao? Làm gì Sam Sam thấy cậu ta đối xử với mình rất là thật lòng, lại không chê nó bệnh tật, nên nó mới đồng ý qua lại với cậu ta đó chứ. Nhưng mà tại sao? Được rồi, được rồi. Nhà mình không cần sơn lại nữa, ông cứ coi như tôi chưa nói gì đi.
Ơi, biết đâu chừng có khi nào chỉ vài tháng nữa là bọn chúng lại chia tay thôi mà. Thật ra thì ông cứ để cho hai đứa nó thử qua lại với nhau đi. Ông can thiệp làm gì? Đến khi Sam Sam 30 tuổi cũng chưa lấy được chồng đó. Sợ gì chứ? 30 thì sao? Thôi tính vậy đi. Bà nói với nó Tết này đưa cậu bạn trai đó về đây tôi xem thử. Cái này... được rồi. Vậy để tôi nói với Sam Sam nhắc khéo với cậu ta. Nếu... Nếu như dẫn về nhà như vậy thì họ nghĩ Sam Sam như thế nào? Sam Sam không thể chủ động nhắc chuyện đó. Hay là cứ để cho nó tự quyết định có được không? Nếu nó cảm thấy có thể đưa về được thì chúng ta sẽ được gặp cậu thanh niên đó. Nè ông à, nếu như ông thật sự không tin tưởng bạn trai của nó thì cũng phải tin tưởng con gái của mình chứ. Sam Sam không phải là loại người ham hư danh đâu mà. Nó sẽ không để ý tới những người không ra gì đâu. Được rồi, đừng có nghĩ nữa. Tính tiền của ông đi, tiếp tục tính đi. Mới nói là có bạn trai mà đã phản ứng như vậy rồi. Nếu thực sự nói với ông ấy nó yêu chủ tịch, không chừng ông ấy dỡ nhà luôn cho coi. Sam Sam à, sao con lại yêu chủ tịch của mình làm gì chứ? Phụ nữ đúng là phiền phức. Nếu như tôi không nói gì á thì sẽ chơi tôi không quan tâm. Nếu nói thì bảo tôi kén chọn. Cô ấy nói cả đời chỉ làm cô dâu một lần nên phải hết sức cẩn trọng. Vậy còn tôi thì làm chú rể nhiều lần chắc. Ê, trước giờ Lệ Trữ luôn có chính kiến. Cậu thích cô ấy ở điểm này còn gì? Cậu chỉ đứng nhìn thì không hiểu đâu. Cậu thì sung sướng quá rồi. Tất cả những chuyện của đám cưới đều giao cho Phong Nguyệt. Còn Sam Sam lại nghe lời như vậy nữa chứ. Cậu nói thử coi, chú rể như cậu quá nhẹ nhàng rồi còn gì hả? Cậu thấy không, quả thật yêu đương và kết hôn không hề giống nhau. Trịnh Kỳ này từ lúc biết yêu cho tới giờ đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm cho mình. Chẳng có gì là tôi không đoán được, chẳng cô gái nào là tôi không dỗ được. Riêng chỉ có Nguyên Lệ Trữ, tôi không biết cô ấy đang nghĩ cái gì nữa. Cô ấy luôn có cá tính như vậy. Cậu chỉ cần xin lỗi một câu, sau khi cô ấy ngủ dậy là quên hết. Tôi là phải xin lỗi sao? Cái này cậu cũng biết mà. Từ lúc chúng tôi định kết hôn, tôi đã nói bao nhiêu câu xin lỗi rồi. Dù gì thì cũng đã nói nhiều lần rồi, thêm một lần nữa có sao đâu. Hơn nữa, hình như đây là cách duy nhất cho cậu đó. Trời ơi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu đó. Tôi không hề thấy tiếc Sam Sam vì chuyện đám cưới mà cãi nhau với cậu lần nào. Chuyện gì cũng nghe theo. Cô nàng Tiết Sam Sam này thật sự rất thông minh, biết giữ thể diện cho cậu. À nè, mà còn lúc riêng tư thì sao hả? Cậu hên thiệt. Về phương án đã được phê duyệt này, hy vọng cô sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Được rồi, chờ đến khi nào tôi chỉnh sửa xong kế hoạch chặn tường lửa, tôi sẽ thông báo lại cho ông biết ngay thôi. Được rồi, cảm ơn cô. Được rồi. Mọi người không cần tiễn nữa đâu. Cô Tiết vất vả nhiều rồi. Dạ không sao. Cô đi đường cẩn thận nha. Tạm biệt. Được rồi, tạm biệt. Chào chủ tịch. Công việc thuận lợi chứ? Cũng coi như là thuận lợi. Nói thật là tôi vẫn có một chút căng thẳng. Trong tập đoàn lớn có rất nhiều nhân tài, tư duy của mọi người đều rất tỉ mỉ. Tôi muốn làm cho qua loa cũng không được đó. Phong Đăng à, ở đây không có người ngoài, tôi có thể gọi anh như vậy không? Không sao. Không biết là bây giờ tôi nói chuyện với anh một chút có được không? Kể từ sau khi Sam Sam làm xong phẫu thuật, tôi cũng biết là anh có thể bảo vệ tốt cho cậu ấy. Nhưng nói thật lòng, gần đây Sam Sam có vẻ suy nghĩ nhiều. Tôi cũng biết vốn dĩ hai người vì chuyện có con cho nên mới quyết định kết hôn. Nhưng bây giờ thì Sam Sam thì lại không hề mang thai. Chúng tôi đều rất cảm động khi anh vẫn gánh vác trách nhiệm này và muốn làm đám cưới với Sam Sam. Nhưng anh cũng biết đó, là con gái mà, nên thường hay suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy sẽ nghĩ rốt cuộc là vì có đứa con nên anh mới lấy cô ấy, hay là thật lòng yêu cô ấy nên mới kết hôn. Mặc dù Sam Sam không có nói ra miệng, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không nghĩ tới, không mong đợi điều đó.
Hình như tôi nói hơi nhiều rồi thì phải. Không sao. Vậy tôi đi trước nghe. Tạm biệt. Tạm biệt. Em thấy anh hoàn toàn không để ý đến việc có con hay không. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu đó. Tôi không hề thấy tiếc Sam Sam vì chuyện đám cưới mà cãi nhau với cậu một lời nào hết. Chuyện gì cũng nghe theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.